Ôi chào các bạn, hôm nay mình đến với phần bài tập 3D tiếp theo ha. Hôm nay mình sẽ làm bài này. Ok, đối với bài này thì người ta cho hai hình chiếu chính. Đây, hình chiếu bằng và hình chiếu đứng ha. Và phần này là cái phần view A, là nó hướng nhìn vào mặt phẳng này. Do cái góc này là cái góc nghiêng ha, nên phải nhìn vào mới ra được cái biên dạng này. Và nó cho cái gân này là ở nằm ở vị trí này. Thì cái hình này nó chiếu theo cái góc chiếu thứ ba ha, là với cái hình chiếu đứng thì nó để chiếu bằng chiếu bằng thì nó chụp hình cái phần dưới và nó ngửa ra à, nên là nhìn nó hơi khó với nếu mà bạn quen cái cách chiếu của Việt Nam thì sẽ nhìn cái hình này nó hơi khó à. Nên là bây giờ bắt đầu thì chúng ta vẽ lại 2D càng nhanh càng tốt, để rồi ta xoay nó lên theo cái hướng chiếu của hướng tiêu chuẩn Việt Nam ha, để mà giải dựng 3D. Ok, rồi mình sẽ dựng 2D ha. Rồi mình tạm thời ok, mình sẽ dựng cái hình chiếu đứng như trước. Ở đây mình sẽ bắt đầu từ cái 100. 100. Cái cạnh 100 này đi xuống đây là 80. Cái góc là 40. 100 ha. Rồi tiếp theo là 80. Bé hơn 40. À 40 là nó sẽ theo cái góc nó sẽ theo cái hướng ngược chiều kim đồng hồ ha. Nên là mình sẽ nhập -40. 80 bé hơn -40. Bé hơn -40. Ok. Tiếp theo, từ cái điểm 80 này mình vẽ một cái, mình offset vào là 10 ly để vẽ cái đường tròn là đường tròn phi 20 ha. Offset 10 ly. C. Nói ra. Đây, cái đường tròn này là phi 20 ha. Rồi offset ra 20. Xong này đi. Rồi ở trong là cái đường tròn phi 10. Tiếp theo mình vẽ cái đường tâm. Cái đường tâm nó cách cái vị trí này là 40 ha. LTK à, LTK. Vào đây là 40. Enter, vẽ cái đường tâm nó ra. Cực trần 1 à. Rồi tiếp theo, có cái đường tâm rồi, vị trí từ mình vẽ cái cạnh này. Đây. Từ cái cạnh 100 này offset xuống 25 là ra cái đáy này. Từ cái đáy này mình vẽ cái đường tròn đây, cái trụ khó trụ này nè, khó trụ mà nó chưa ghi kích thước là đâu, dưới đây là phi 90. Vẽ khó trụ phi 90 là khoảng cách này là offset từ tâm ra là 45. Đi lên đây là khoảng cách này là từ đây lên đây là 50. 50 cộng 20 là 70. 70 trừ đi 25 là còn 45. 45 vậy cái khoảng này là 25 ha. À. Rồi. Offset 25. Rồi 25 mình offset ra là offset lên là 25 tiếp. Offset ra là 45. Rồi mình lấy cái đoạn này thôi. Sorry. Rồi cái cạnh này nó hợp với lại cái cạnh này là cái góc nhọn ha, nên là fillet nó lại à. Mình chưa vẽ được cạnh này, mình mới vẽ tới đây thôi. Cạnh này là từ cái đường thẳng 90 này kéo ra nè. Từ đây kéo ra ha. FR0. Ok. Rồi tiếp theo, từ cái bậc này xuống cái bậc này là cái bậc này phi 60, đi xuống là 20. Rồi L, từ đây mình vẽ ra là xuống đây là 20 ha. Di chuyển ra là 30.
Ok. Rồi, chúng ta đã có bậc này, bậc này. Còn cái vị trí này, cái vị trí khoảng cách này á, khoảng cách của rãnh này là mình phải vẽ ở hình chiếu bằng rồi nó chiếu lên được ha. Rồi. Rồi mình giữ nguyên, mình vẽ cái hình chiếu bằng. Kéo dài đường tâm ra. Thì hình chiếu bằng này mình vẽ cái đường tròn phi 60 và phi 90 ra ha. Rồi khoảng cách này, cái độ dài này là mình kéo, mình giống từ trên đây xuống, mình vẽ một cái đường thẳng, mình giống xuống ha. Đây. Và từ đường tâm này mình offset mỗi bên là 35. Vẽ cái đường tâm. Offset 35. Rồi mình trim bỏ đi ha. Cái đường tròn 90 này, trim bỏ đi. Rồi. Tiếp theo cái rãnh này là nó cắt theo cái bán kính R 65 này. C 65 trim nha. Đây, mình chiếu ngược lên, từ cái vị trí này mình chiếu lên đây. Và mình chiếu nó xuống đây ha. Trim đoạn này đi. Ok. Rồi, ngay này nó có một cái góc nên là khi mình nhìn xuống đây là nó sẽ có một cái cạnh ha. Rồi tiếp theo, từ vị trí cái cạnh này mình offset ra là 200. Trim đi. Rồi từ phần 200 này, 200 này giống lên là nó ở ngay chỗ cái góc này, ngay cạnh này. Thì cái cạnh này mình sẽ... Đây là cái đáy của cái phi 90 nè. Từ phi 90 này mình kéo ra. Đây, từ phi 90 kéo ra. Cái đáy phi 90 kéo ra. Rồi, offset lên là 10. Offset lên 10, mình vẽ một cái đường thẳng nó hợp với cái góc này là 150. Thì offset lên là 10 ly. 10 ly, và cái góc này mình vẽ một cái đường thẳng, mình xoay từ cái vị trí này đi. Nó bất kỳ, xoay. Cái góc này 150 thì mình xoay nó xuống là 30 ha. 30, và mình kéo dài nó ra. Rồi, tiếp theo, cái này là hình chữ nhật, mình gắn nó vào đây là 40, và cái khoảng này, cái độ cao này là nó nằm đây là R70. R70 vậy là cái hình chữ nhật là 40-70 ha. Mình vẽ hình chữ nhật 40-70 ha. Rồi mình di chuyển nó vào bằng cái lệnh ở đây ha. Vị trí này và cái hướng, cái góc này nó nằm trên hướng này. Chọn no. Rồi. Tiếp theo. Cái đoạn này nó vào đây. Nó vào đây là nó không có ghi kích thước, nhưng mà mình phải tự đoán được. Nó cho trên đây là nếu không có R, không có cái cung R20 này, thì ở dưới cái mặt cái độ dài là 100 này, nó sẽ cắt tại cái vị trí của độ dài 100 này luôn. Nhưng mà nó có bán kính R20 thì nó sẽ lú vào là 20 ha. L nè, TK từ vị trí mình kéo vào là 20. Đây vị trí 100 đây. Đây, vị trí nào 100, mình vẽ một cái đường thẳng xuống. Rồi từ 100 này, mình vào là 20. LTK 20. Rồi, mình trim đi. Đấy, nó sẽ lố vào khoảng này. Rồi, cái độ nghiêng, cái gân này. Cái gân này nó từ cái mặt biên, từ cái biên cạnh răm này nó đi vào là 50. Vẽ lên là cái góc là 5 độ. L TK vào đây là 50. Enter. Mình vẽ một cái đường thẳng dài ra, rồi xoay nó lên mỗi góc là -5 ha. Rồi trim đi. Rồi ở đây cái phi 40 này là cái lỗ khoan của nó, cái lỗ khoan chiều sâu là 50 ha. L, T, K, vị trí này vô đây là 20, xuống đây là 50. Rồi, rotate cái góc này là 30. Cái góc mũi khoan ha.
Thì cái này là cái nét khuất, mình chọn nó là nét khuất ha. Thì mình đang dựng cái hình 2D để vẽ 3D thôi. Đây là cũng không cần phải điền cho đúng tiêu chuẩn kỹ thuật làm gì. Mình chỉ cần dựng nó đúng 3D rồi khi mà xuất ra hình chiếu 2D rồi nó chỉnh sao. Rồi. Phần hình chiếu chỗ đứng này là ok. Hình chiếu ở cái hình chiếu bằng. Hình chiếu bằng thì mình chỉ cần dựng tới đây là đủ. Cái phần này thì mình không vẽ được. Vẽ được sẽ mất thời gian ha. Không vẽ, mình để đó là khi nào mình vẽ xong 3D rồi mình chiếu ra nó sẽ có ha. Rồi, mình sẽ dựng 3D. Thì ở đây mình sẽ chọn cái mặt này là mặt top. Mặt top mà theo hướng chiếu thứ 3 thì nó sẽ nằm ở dưới nè. Nó sẽ hướng xuống nên là sẽ khó dựng, nên mình sẽ xoay. Mình xoay nó hướng lên theo cái mặt top ha. Đây, hướng lên rồi mình cho nó Ctrl C. Rồi, ở đây mình sẽ hôm trước là mình những cái bài hôm trước là mình chọn cái hướng rồi chọn môi trường rồi bằng cái thanh công cụ này thì nó hơi mất thời gian. Thì hôm nay mình sẽ kéo cái thanh công cụ ở bên giống như ở bên CAD 2007 ha. Và tool nè, tool AutoCAD, và mình chọn cái phần view. Nó nằm đâu rồi? Đây, view. Tiếp theo mình sẽ chọn thêm cái căn giao thanh là modeling. Tiếp theo là môi trường visual style. Đây, visual style. Ok, chỉ cần ba cái tham khảo này là mình vẽ và đây ok rồi. Rồi nên là mình tắt cái con đi, rồi mình chờ ba tham khảo này dễ ha. Rồi mình sẽ copy cái hình đây, cái hình hình drone nè, hướng nhìn mặt đứng nè, Ctrl C, mình chọn qua cái hướng drone nè, mình bắt nó vào đấy, rồi đè ship xoay. Rồi mình sẽ dựng theo cái hướng này. Đầu tiên mình sẽ dựng cái hình tròn phi 60 và cái phi 90 nè. Đây, chọn hướng top isometric top à. Nó sẽ đưa về cái tọa độ đúng cho mình, hướng top CIL. Chuyển về cái đây, cái chỗ phi 30 và độ cao là 20 ha. Đây, độ cao này là 20 và cái khối trụ phi 90 này nó bị cắt hai bên. Thì mình sẽ chọn cái mình chọn hình cắt này ha. Xóa đi cái đường tâm đi. Chọn cái này, dùng cái lệnh là BO. Bít vào cái phần mà mình lấy à, nó sẽ tạo ra cái biên cho mình. Đây, nó tạo ra cái biên cho mình và di chuyển ra thôi. Rồi, di chuyển vào cái tâm đó. Này, chọn tâm này và di chuyển vào cái tâm đáy nè. Rồi EXT, chọn cái biên này kéo xuống là khoảng 25. Rồi kéo xuống 25 ha. Tiếp theo. Rồi ONI lại đi. Tiếp theo cái phần này mình sẽ vẽ từ cái đoạn 100 này cho tới cái đầu của cái phần 80 nè. Đây là mình lấy cái biên dạng đó và hướng này. Đây mình vẽ từ cái đầu 100 này. Mình copy ra thêm hình nữa. Xóa đi cái đường này đi. Nè, mình lấy cái phần này ha. Cái phần này xóa luôn cái này. Rồi mình dùng cái lệnh là red nè, resize nó lại thành một cái mặt phẳng. Rồi, mình di chuyển nó ngược vào. Di chuyển vào vị trí cũ ha. Rồi, mình EFT nó. EFT cái khoảng kéo nó, extrude nó ra khoảng là cái khoảng là 70 nè ha. 70, rồi. Di chuyển nó vào giữa. Chọn cái điểm giữa này, di chuyển vào giữa cái hình ha. Để mình chọn này và di chuyển tương đối vào. Chọn này và chọn cái tâm nè. Tâm này và di chuyển vào tâm. Tâm này. Đấy, nó đã vào đúng vị trí. Khi vào đúng vị trí rồi thì à, ở đây. Ở đây là nó khoét một cái R 65 đây. Mình phải vẽ R 65 vào mình khoét ha.
nó sẽ nằm mặt này, CIL nè. Đây, chọn cái, phải chọn đúng à, mình rào vào cái tâm của cái hàng R90 cái mặt đáy. V90 mặt đáy à. Rồi vẽ một cái đường tròn R65. Nó đang nằm ở hướng này thì mình chọn A Enter, kéo lên hướng này. Hướng này thì mình kéo nó thẳng lên luôn để nó trừ khói thôi chứ không quan trọng à. Spread nè, chọn cái khói trừ nè, là cái khói mình mới vừa vẽ xong. Enter, chọn khói trừ đi. Đây nó sẽ tạo ra cái cung mà nó trừ R65. Rồi bắt đầu mình ghép hai khối này lại. Này, UNI lại. Khối này, khối này. Đấy. Tiếp theo ta vẽ được phần sau này rồi. Tới cái phần đây, cái R100 này mình fillet nó cái góc là R20 trước ha. Đây, R20. Đây, hai góc này fillet R20. Ok. Rồi bắt đầu mình vẽ gân. Phần 100 này mình vẽ cái cạnh này. Cái cạnh này ha, cạnh này là 10 ly nè. Mình sẽ lấy từ cái mặt ron. Đây mình vẽ, mình nói này lại. Mình dùng cái lệnh labio. Rồi. Xong cái cạnh này. Mình lấy cái biên dạng mới vừa build ra. Rồi, mình cứ giữ nguyên nó cũng được. Rồi mình ST nó ra, ST nè. Ra là 70. 70. Rồi mình kéo nó ngược lại là 35 để cho nó vào giữa ha. Rồi di chuyển tương đối vào từ vị trí cái tâm của tâm phi 60 nè. Di chuyển vào cái tâm phi 60 này. Rồi nó đã vào đúng vị trí rồi, mình phụ nữ lại. Đây, một cái. Tiếp theo. Gân này rồi, tiếp tục mình làm luôn cái gân nó lên 5 độ nè. Cái gân này nó cũng là 10 ly. Rồi mình lấy cái biên dạng của nó, hướng ron luôn, bèo nó. Đây biên dạng đây. Rồi mình cũng kéo khối biên dạng ha. ST, chọn biên dạng, kéo ra là 70, di chuyển ngược lại là 35. Rồi mô nó vào tâm của phi 60 nè, vào phi 60. Rồi nó đã vào đúng vị trí. Sai ha, cái này mình nhầm. Cái gân này nó chỉ cái độ dày là 10 ly nên là mình kéo ra 10 ly thôi. Cái phần 10 ly dưới đây nó mới là kéo dài ra là 70 ha. Còn cái phần trên đây là nó chỉ là cái độ dày nó là 10 ly thôi. Nên là EST ra là 10. Rồi di chuyển ngược vào là 5 ly. Chọn vị trí này và di chuyển vào. Rồi UNI là một khối lại. Ok. Rồi mình vẽ, mình khoét cái lỗ khoan này thì mình cũng dùng lệnh Revolve ha. BO lại. Nè, dùng lệnh Revolve chọn cái pin này và cho nó xoay quanh cái trục này. Mỗi góc là 360. Ok, rồi di chuyển vào tâm nó, di chuyển vào tâm của phi 60. Đây rồi, spread đi, xuống đi. Rồi tiếp theo là mình sẽ vẽ cái mặt A này. Cái mặt A này thì mình vẽ cái biên dạng của nó. Đầu tiên là mình sẽ chọn cái hình mặt top đi, mình chọn mặt top, mình vẽ cái biên dạng đó. Đây là R70, nửa đường tròn R70 và mặt top à, CR70, mình lấy nửa đường tròn. Rồi cái đường tròn R20 này nó nằm ở cái vị trí là cái tâm nó 30 độ, cái góc này là 30 độ. RO nè 30, C20. Rồi mirror qua. Rồi cái đường tròn giữa thì nó nằm ở giữa thôi, C20. Rồi mình trim đi bỏ thôi ha. Tiếp theo hai cái lỗ khoan. Hai lỗ khoan này nằm trên cái bán kính là R40 và nó cái góc của nó là 60, C40. Rồi mình cũng xoay mỗi góc là 60 ha. Tự tâm, R.
60. Rồi đường tròn này là M20, thì theo tiêu chuẩn ren hệ mét thì R20 thì mình sẽ khoan cái lỗ là 17.5 ha. 17.5. C. 17.5. Rồi, xóa đi cái đường dẫn đi. Mirror qua thôi. Ok. Rồi mình cũng red nó lại. Tạo một phẳng ha. Rồi, hiện tại nó đang nằm hướng này. Di chuyển nó qua này. Thì mình cần nó nghiêng cái góc này. Nghiêng góc này. Mình chọn về cái hướng rồi. Thì nó nghiêng cái góc này nè. Cái góc này ở dưới đây là góc này là đây. Này là 120. Cái góc ban đầu nó là nằm trên đây ha, 150 là vẫn đúng. Nên mình xoay góc này là 120. 120 thì mình xoay xuống là 60 thôi. 108 trừ 120, 60. Thì nó đang nằm ở đâu? Đây, nó đang nằm đây đúng không? Di chuyển ra đây xíu. Chọn về 2D nè. Mình xoay cái mặt phẳng này RO từ cái vị trí này. Xoay nó xuống là 120 là xoay xuống 60 độ. Đấy, xoay xuống 60. Mình di chuyển luôn cả hai cái đường tròn nằm trong ha, để không là hồi nó mất đi cái vị trí ban đầu. Rồi. Sáu mươi độ. Đấy. Rồi mình sẽ copy một cái mình giữ lại. Rồi mình EST thằng này lên khối thằng này là 40. Rồi 40. Mình lên khối nó xuống đi. EST ha. 40. Rồi khi nó nằm đúng vị trí mình chỉ cần di chuyển. Di chuyển từ tâm này vào vị trí của tâm này thôi. Là nó vào đúng vị trí nha. Đây. Rồi khi nó vào đúng vị trí rồi mình gọt khối lại. ONI. Khối này gọt lại. Rồi bắt đầu mình khoan cái lỗ cho nó ở đây. Mình có hai cái vị trí đặt cái lỗ khoan rồi, mình chỉ cần vẽ và đặt vào thôi. Chọn hướng drone nè. L. Cái lỗ này là 17.5. Chiều sâu là đây, chiều sâu là 25 ha. Cái chiều sâu ren nó là 20, còn chiều sâu khoan lỗ là 25. L. 25. Xe góc này xuống 30. FR0 ha. Rồi khi có cái này rồi thì mình rest lại. Rồi mình khoan revolve. Mình xoay nó góc 60 độ luôn ha. RO chọn vị trí này 60. Đấy, để mình đặt vào, nó không cần phải xoay nữa, mình đặt đúng vị trí nó là ok ha. Revolve. Chọn cái cạnh xoay 360 ha. Rồi, copy vào, seal. Chọn tâm của cái lỗ này, nhấn vào. Đây mình chỉnh về 2D cho vậy nè. Đây, tâm này, mình gắn vào hai vị trí tâm này. Đây và rồi mình trừ khối vậy thôi, xuống enter chọn. Hai cái hình này là hai cái hình này là lúc nãy là mình tạo cái mặt phẳng cho cái đường tròn, nên là khi mình trừ khối mà không thấy được do là hai cái mặt phẳng đang che lại ha, chứ không phải là do mình trừ khối sai ha. Đây, xóa hai cái mặt phẳng. Hai mặt phẳng nãy mình dựng cái mặt phẳng này đây, nó có hai cái mặt phẳng của hai cái lỗ, nên là phải xóa hàng phẳng này đi. Rồi. Ok, xóa bớt cái đường dẫn. Ok,
Rồi xem mình còn thiếu cái phần nào không. Rồi ok, hoàn thành ha. À, ở đây nó còn thiếu cái lỗ này. CIL. Lỗ này là 5. Free 10, bán kính 5. Xô đi. Ok. Cái lỗ này không thông ha, nó chỉ khoan thôi ha. Khoan lỗ qua đây. Rồi khi dựng xong thì mình xóa đi những cái nét dựng ha. Tough. Switches. Ok, hoàn thành.